Cháu Lực xin được kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lên trên nhà của ba ông cháu khá là muộn rồi cô bác ạ. Đấy, tiện là canh canh giờ xem là đến giờ ăn của ba ông cháu thì cháu Lực sẽ lên và ghi hình ăn cơm với lại ba ông cháu một bữa cô bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực không có lên mua được một cân thịt lợn nên là cùng ba ông cháu là để ăn cơm tối luôn. Và đột ngột lên đột kích xem là ba ông cháu thì ở nhà là làm cái gì, và xem là ở nhà thì có dọn dẹp và sạch sẽ không khi mà hoàn thiện xong ngôi nhà của ba ông cháu. Thế còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị cùng theo dõi hết video ạ. Ngôi nhà của ba ông cháu thì một cái ngôi nhà mà phải nói là rất là lộng lẫy. Ở trên bản mong, ở trên chỗ nhà của em Sử với em Hải với lại ông của bác ở trên thôn của Sử ở đấy, thì là vẫn chưa có ngôi nhà nào mà được làm như thế này đâu cô bác ạ. Chưa có ngôi nhà nào mà được dùng những cái viên gạch này, dùng những cái thanh sắt để mà là hoàn thiện lên một cái ngôi nhà. Tất cả bà con ở trên này thì hoàn toàn là làm bằng nhà gỗ hết. Và ở phần bên ngoài thì cũng có thêm hai cái bóng đèn năng lượng mặt trời cũng rất là sáng của bác ạ. Đây, sáng hết cả cái phần ở phía bên ngoài nhà luôn. Bóng đèn năng lượng mặt trời này thì dùng thì nó không có phải là tốn điện đâu cô bác. Đấy, khi nào mà có trời ánh nắng lên thì nó sẽ có điện. Đấy, có vẻ như là vào phần trước nhà của các em thì rất là sạch sẽ, quét dọn rất là gọn gàng. Lại vào trong nhà thì có vẻ như là rất là sáng của bác ạ. Đấy, vừa mới bước vào nhà là nhìn thấy trên mình là một cái bộ bàn ghế trông rất là sang trọng, và kèm theo đó thì ở trên đấy có một cái tấm bức tranh, một cái bức tranh và một cái đồng hồ trông rất là đẹp mắt. Có vẻ như là em Hải là đang cắm cơm sao rồi. Ôi, Hải đang cắm cơm à? Vâng. Anh chào Hải nhá. Vâng, em chào anh. Rồi. Chào Hải, xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Rồi. Ông với lại anh Sử thì đi đâu hết rồi? Ông thì lúc nãy em lên số nhà của anh thì không biết ông đi đâu rồi. Không biết ông đi đâu à? Thế còn anh Sử? Anh Sử thì đi nhà chú chưa về ạ. Chưa, nhà chú chưa về à? Vâng. Ồ, có vẻ như là đang chuẩn bị rửa bát hay sao ấy. Nấu cơm à? À, thế Hải lấy cái một chút thịt anh ngâm đi, xong rồi một tí nữa ăn cơm với thịt lợn nhé. Đây rồi, Hải lấy ngâm ở đấy luôn. Anh Sử thì đi lâu chưa? Hơi lâu rồi à? Ồ, thế là về là không nấu cơm à? Không rồi. Thế Hải là đi học mấy giờ về? 3 giờ. 3 giờ về à? Vâng. Thế hôm nay thì Hải lại ở nhà là làm cái gì? Em đi học về thì về đến nhà thì không có cỏ cho ăn thì em lấy cỏ cho cháu ăn. Rồi, về đến nhà là lấy cỏ cho cháu ăn đúng không? Vâng. Thế Hải cứ lấy ngâm nước một chút. Tại vì là thịt là người ta trong ngày chợ người ta bán chưa có hết, cho nên là người ta để vào tủ đá để mà người ta bán dần. Hải cứ lấy ngâm xuống nước, không cần phải bỏ túi bóng đâu. Đấy, ngâm xuống nước xong mà xong là xả nước nó xuống. Thế ở nhà thì mấy hôm nay thì anh Sử đã trồng xong ngô chưa? Chưa xong rồi. Chưa xong à? Rồi. Em có được trồng ngô không? Không, là em cứ đi học thì anh Sử với ông cũng trồng thôi. Chỉ có mỗi anh Sử với lại ông trồng thôi à? Thế là bây giờ Hải cắm cơm nhé. Xong rồi định một tí nữa hai anh em mình sẽ nấu cơm là đợi ông với lại đợi anh Sử luôn. Ở trong nhà thì nhìn có vẻ là bừa bộn thế Hải, không quét dọn nhà hả? Có à? Có à?
ở trong nhà thì một cái màu sơn khi mà chiếu những cái bóng đèn vào thì phải nói là rất là nổi bật và rất là sáng bóng luôn cô bác ạ. Không thì khi mà anh ghi hình lên là không có thịt để mà ăn thì bà ăn thoải mái buồn đấy. Bà hàng bái gửi tiền cho các em để mà mua thức ăn mà. Thịt này là phải ngâm một lúc. Anh với Hạ là đi xuống dưới để lấy thêm một chút rau nhá. Vâng. Rau cải dưới nhà thì còn không? Còn. Còn à? Đây Hải thì là bé hơn thì là sẽ là chịu trách nhiệm là nấu cơm nhiều hơn cô bác ạ. Đây ông với lại anh Sử thì là hai ông cháu đi làm mà. Ông với lại anh Sử thì hai ông cháu thì đi làm ra ngoài nương, ngoài ruộng làm sẽ vất vả hơn cho nên là bé Hải là bé nhỏ hơn thì bé sẽ về nhà là nấu cơm. Đấy, có thể là bây giờ ông với lại anh Sử vẫn còn đang ở ngoài ruộng, ngoài đồng ấy. Khi mà đến cái vụ mùa màng bà con làm thì có ai ai cũng sẽ vất vả hơn rất là nhiều cô bác ạ. Nhà cũ thì cũng ở gần nhà mới, có vẻ nhìn thấy có vẻ là trời khá là tối rồi cô bác. Bây giờ hiện tại là đang vào tầm 6 giờ. Ai à, bạn gái này đi đâu ấy? Đi đâu về đấy? Hả? Đi nhà chú à? À. Ôi. À ông là đang ở đây à? Ở năm hốc này đây nè. Năm hốc này. Tao bên nơi chín pao rồi à? Bạn lăn tay hài hốc phát ấy ông chín pao hả? Ừ. Ông thì là ở cái nhà dưới là lấy nước để mà cho lấy nước để mà nấu cắm lợn đúng không? Ông thì ở nhà dưới là đang chuẩn bị là nấu cám lợn cô bác. Ở nhà dưới thì có vẻ như là bây giờ khá là nhiều củi này. Yeah, bên đường chín bao rồi chưa? Đấy, bánh này thì là bánh từ Tết đấy cô bác. Từ Tết là bây giờ ăn không hết. Đấy. Với Hải là đi hái một chút rau cải để một tí mà để xào. Rau cải nhà Hải thì còn không? Còn à? Thế chỗ này thì là trồng cái gì? Chỗ này là trồng ngô đúng không? Ở đây thì trồng hết rồi đúng không? Dưới này còn rau cải này.
Ôi, này à, cái này là để cho lợn à? Này rau cải này thì cũng đã nở hoa hết rồi cô bác ạ. Ôi, rau cải này to đấy nhỉ? Rau cải này thì để mà làm dưa chua thì rất là tuyệt vời cô bác. Ôi, ở dưới kia có cháy rừng thì sao ấy Hải? Dưới kia kìa. Ủa, dưới kia có cháy rừng thì sao cô bác ạ? Không biết là giờ cái chỗ mà xanh, cái chỗ mà màu nó một có một chút màu màu lên cô bác. Có vẻ như cháy khá là to đấy. Chỗ này tận chỗ nào đây nhỉ? Và đến cái mùa mà người ta làm nương, làm giấy này thì khi mà người ta đốt ra nương đốt giấy cô bác này, có gió, mùa này gió rất là nhiều nữa, thành ra là khi nó lan rất là nhanh. Được chưa? Đủ chưa? Chưa đủ á? Để rau cải nhà ba ông cháu trồng thì không có một chất mà hóa học gì mà để vào đâu cô bác. Chả được nhìn thấy là rất là xanh và rất là tốt luôn đấy. Rất là to luôn. Hôm nào em cũng nấu cơm muộn muộn thế này à? Hay là mỗi hôm nay? Mỗi hôm nay à? Ừ. Hôm nay là nhà em có đi đâu, có trồng ngô ở đâu không? Có ạ. Có ạ. À. Đấy, có thể là bây giờ anh Sử còn đang ở ngoài nương ấy. Thế Hải là hôm nay có lên nương không? Em đi học về muộn. Đi học về muộn à? Vâng. Thế là đi học về muộn là ở nhà là lấy cỏ với lại nấu cơm đợi ông với lại đợi anh Sử đúng không? Thế đi thôi. Chỗ này là vừa mới làm lại đấy nhở? Phải cũng được gần một tuần rồi các bác, không có lên nhà ba ông cháu rồi đấy. Thế bây giờ thì nhà ba ông cháu thì hầu như là mọi công việc, mọi cái thì cũng đã được dần hoàn thiện rồi, cho nên là cháu Lực sẽ lên ít hơn cô bác ạ. Đấy, nhưng mà trong đó thì khi mà cháu Lực nhận được những cái phần quà nào của các bác thì cháu Lực lên trao cho các em và sẽ thông báo cho các em luôn. Đây, từ từ đã, để anh xem ông đã. Ông cái này là nuôi gì đấy Hải, chỗ này ấy? Gà à? Bạn rất xéo nửa bị từ chip bao rồi à? Vậy ở dưới này là bây, vậy ở dưới này là bây giờ là không có nấu cơm gì nữa, chỉ có làm chỗ để mà nấu cám lợn là hay là nấu cái gì đấy thôi cô bác ạ. Cơm thì hiện tại là sẽ nấu lên trên nhà trên hết.
Ừ, thế là ông là về nhà sớm hơn nhỉ? Về nhà sớm hơn là cả làm cắm lợn, làm cắn lợn, cắm lợn. Có vẻ như là gió thổi rất là to đấy nhở. Cái mùa này thì là Hải đi đâu đừng có cầm theo bật lửa nhá. Khi mà đi chăn trâu thì đừng có gom cỏ hay là cây để mà đốt nhá. Dâu cải thì trồng được mấy tháng rồi đấy nhở? Hải có không nhớ là được mấy tháng à? Có vẻ như là anh nhìn thấy dép của Sử trong nhà rồi đấy. À, Sử là à, về rồi các bác ạ. Anh lên thì là nồi cơm mà chưa có bật đâu. Ôi, anh chào Sử nhá. Chào anh ạ. À, vừa đi nương về à? À. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thì đi trồng hết chưa? Trồng trên này thôi. Trồng trên này à? Trên trên trồng đó. Trên nhà chưa trồng à? Đó. Thế là trên trên này là trồng hết rồi đúng không? Chỗ hôm nọ mà anh ghi hình như đúng không? À. Thế ở chỗ trên đồi trên kia là cày hết rồi, cày hết rồi chứ? Chưa đâu. Vẫn chưa cày à? Có vẻ thời gian này thì mệt hơn nhỉ? Tại vì là vào cái mùa vụ của bà con của bác, hầu như là ai cũng mùa này thì cũng rất là bận. Đấy, bây giờ thì anh cùng với Hải là nấu cơm nhá. Em một tí em thái thịt nhá, thái thịt lợn đấy. Đấy, vừa rồi thì lấy về nó còn đông đá quá cho nên là phải lấy ngâm một lúc đã thì mới thái được. Hải là chịu trách nhiệm rửa rau nhá. Khi mà đi ra ngoài làm về đấy cô bác là về đến nhà là thấy cơm chưa chín là hộ em để mà nấu cơm luôn. Sở thì hôm nay đi làm thì có mệt không? Không mệt đâu à? Mày hôm nay thì ở nhà em Sử là làm nhiều hơn cho nên là để mà cái lượng mà em ấy buổi tối đi chợ ấy thì em ấy cũng sẽ không có được thường xuyên đi cô bác. Ấy Sử thì đến lúc nào mà mình đi xuống chợ ấy thì là mua tiện thể thức ăn là mua mấy hôm luôn, mua về xong là để trên tủ đá ấy. À, ở dưới nhà là còn thịt lợn mà đúng không? À. Thế nãy Hải bảo là tối nay ăn cơm không thôi. À, là Hải nói dối anh đúng không? Là tối nay ở dưới nhà là vẫn ăn thịt lợn đúng không? Lấy thịt lợn lên đúng không? Để cho hai anh em nấu cơm một lúc cô bác. Đức sẽ ra bên đây nói chuyện với ông một chút. Thì ông thì có vẻ như là cái món thuốc lào này là ông không có bỏ được cô bác ạ. À. Vậy ở dưới nhà thì cũng thấy là ông châm một bi lên trên nhà mới là cũng thấy ông làm thêm một bi rồi.
vào xong là sẽ ngồi nói chuyện với ông một chút đấy. Vậy ông thì hầu như là cũng được các bác gửi cho quần áo cho ông để mà ông mặc cái cô bác, nhưng mà ông chỉ hay là mặc những cái bộ quần áo truyền thống dân tộc thôi. Thì ông thì không thường mặc cái bộ quần áo mà như kiểu dân của đồng bào dân tộc Kinh không bác? Ông ấy chưa có chia sẻ cho Lực là biết hút thuốc từ năm ông lên 16 hay là 17 tuổi đấy cô bác, là ông đã biết hút thuốc rồi. Giờ tôi chỉ hút từ cáo ế để chỉ bí à? Thì phải là sốc bí mê. Chúc còn lúc ấy tài nào có chứ chuyện ra có chuyện chỉ thế. À giờ văn này phải hóa cái gì văn này à? Tờ vai á? Tờ vai. Tay sáng cái thứ nào mấy giờ? Tay sáng cái thứ nào mấy? Sắp làm nào mấy? Được sáng cả buổi đám đám khâu hú chứ. Ồ, đám đám khâu hú ra? Ừ. À, đây vừa rồi cháu Lực hỏi ông là hôm nay là ông ở nhà làm những gì? Ông bảo đi chăn trâu là nhiều hơn. Hỏi về ông là nương ông thì trồng đậu hay cho trồng ngô? Thì ông bảo là trồng nguyên ngô thôi chứ không có trồng đậu. Đắm sáng nào mấy giờ? Nuôi phải lưới. Nuôi phải lưới nó. Nuôi phải lưới. Nuôi phải lưới đấy đấy đắm nào cái đi na xe cả nó chút đấy đắm ấy đấy. Đi na cái mình đắm. Đi na mà đắm nó. Đắm như đây. Đắm như đây chứ? Đắm như đây. Cái đi na thì cả nó chút đắm mấy giờ mà nè. Đi na cái chỗ hôm nào chứ. Hôm nào chứ đắm nó. Chứ đắm na. Vừa rồi thì nói chuyện với ông rằng là cái phần ruộng để mà trồng lúa đấy thì là đã làm chưa, thì ông bảo là chưa, mấy hôm nữa thì mới làm được cô bác ạ. Lại đi xem là anh Sử là nấu cơm tới đâu rồi. Anh thái xong chưa? Chưa rồi. Chưa rồi à? Ở bên ngoài thì có vẻ như là cháu Lực nhìn thấy là gió thổi rất là to cô bác ạ. Không biết là đêm nay có mưa to không? Vậy bây giờ thì hai anh em là cùng nấu cơm với các bác, bây giờ cháu Lực cũng sẽ cùng em Sử là hai anh em nấu cơm luôn. Sau cải này thì nó canh thôi nhỉ? À. Sau cải trên nhà Sử thì thường là nấu như thế nào? Lấy xào ăn. Lấy xào ăn thôi à? Thế là một tí cái cuống thì mình lấy xào đi nhỉ? Còn cái ngọn thì mình để nấu canh nhé. Ông cải nhà Sử thì rất là to các bác ạ. Một lá thì có thể là bằng nguyên một cái đầu luôn. Anh lấy cái cuống thôi, trong tí Sử thái cuống nhá. Ông cải này Sử có cho phân đạm gì vào không mà tốt đấy? Không cho à? Trước thì trồng là cho phân trâu đúng không? Mình có vẻ như là đốt của đất ở trên nhà của ba ông cháu là rất là tốt đấy cô bác ạ. Cho nguyên phân trâu thôi mà đã lá rất là to rồi. Nhưng mà cho thêm những cái phân đạm phân lân vào thì không biết là còn phát triển như thế nào nữa. Có thể là như kiểu đột biến. Cái Sử thái đấy nhé.
giường mình không? Nè, giường mình không? À. Đi trước đây à? Ừ. Thấy cho nó nhìn nhỏ ha. Hả? Nhìn nhỏ ha. Nó thấy được rồi sao? Thấy như sự hay hay sao ấy. Thấy 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 ông để vào bắn loa này, mà để vào biến luôn đi, để vào biến này. Cơm thì chín rồi đấy à? Nhà ba ông cháu thì bây giờ phải nói là rất là hiện đại không bác ạ. Ở nhà thì hầu như là nếu mà đi làm về mà muộn quá đấy thì là ba ông cháu sẽ dùng bằng bếp ga, còn nếu mà không làm sớm thì sẽ dùng bằng cái bếp củi, nó sẽ tiết kiệm mà chi phí phần là bếp ga. Ở dưới nhà thì bố mẹ cũng thường là làm như vậy các bác ạ. Khi nào mà mình đi làm ruộng làm đồng về mệt quá thì không có nhóm được nước cuộn nữa, hay là đói quá các bác thì sẽ dùng nước ga, nó sẽ tiện hơn. Một tháng
một cái bình ga thì phải cũng phải nói là sử dụng được rất là lâu đúng không bác ạ, tầm 5 đến 6 tháng. Bếp mà nhỏ nhỏ thôi nhưng mà trong là đầy đủ những đồ dùng mà tiện nghi và hiện đại nhất rồi cô bác ạ, không còn là để mà xe vào đâu được nữa. Một cái ngôi nhà của ba ông cháu là ngôi nhà mà cũng là đầu tay mà cháu được thực hiện bằng những cái viên gạch này. Còn là nếu mà để vào ngôi nhà thứ nhất thì cũng phải ngôi nhà thứ nhất. Ngôi nhà thứ nhất là được cùng là bên xá kết hợp để mà làm nhà em Cương mà làm bằng nhà gỗ cô bác ạ. Lúc đã ghi hình lên rồi. Đấy, những cái ngôi nhà nào mà có thể vận chuyển được vật liệu vào thì sẽ làm bằng nhà xây. Còn là ngôi nhà nào mà không vận chuyển được vào thì sẽ làm những cái mẫu nhà khác cho những cái hoàn cảnh của chúng mình đang chia sẻ. Thấy xong chưa? Xong rồi. Xong rồi. Mấy anh em ăn nấu cơm thì bây giờ cũng chuẩn bị ăn cơm rồi bác. Hôm nay sẽ gồm có thịt lợn này. Thịt lợn này là cháu được mua ở dưới chợ lên. Và thêm là rau cải nữa, rau cải xào lại là canh. Má nó chỉ bao giờ chè, đây đâu. Lấy cái nồi cơm ra bên này đi, để cho hai anh em mang múc cơm đi nhá. Đấy, em xử với em Hải là múc cơm nhá. Đây bây giờ thì cũng chuẩn bị là vào ăn cơm thôi. Cháu Lực cũng xin mời tất cả quý ông bà, cô chú anh chị là cùng bố đông cháu để ăn cơm của bác nhá. Hãy xem nó có bài đi. Hãy xem. Vậy bây giờ ăn cơm dê chứ không ai dê. Cháu xin mời quý bà cô chú anh chị ăn cơm ạ. Chứ không ai dê. Rồi anh xin. Cháu hãy mời quý bà cô chú anh chị ăn cơm ạ. Rồi đấy bây giờ thì ăn cơm thôi nha. Cũng khá là lâu là chưa được ăn cơm với lại ba ông cháu rồi đấy. Giờ có tí mà thèm à? Có tí mà à? Đây đây ừ. Hải với Sử là từ gấp nhá. Em không gấp cho hai anh em đâu. Thank you.
Đấy, vừa rồi thì cùng bao cháu đã ăn cơm xong rồi cô bác ạ. Phải nói là bữa cơm tối nay rất là ngon khi mà lại được ăn cơm với lại bao cháu. Và trong bữa cơm đấy thì còn rất là nhiều những cái tình cảm dành cho nhau thì rất là ngon nha. Đấy. Còn thức phim này thì cũng khá là dài của cô bác ạ. Thầy chắc là cháu Lực cũng xin được ghi hình tới đây cô bác. Hiện tại thì khá là muộn rồi. Cháu Lực cũng sẽ phải là di chuyển là đi về nhà để mà còn chỉnh sửa video xong là đăng lên cho tất cả các bác cùng biết về cái cuộc sống bao cháu sau khi mà hoàn thiện ngôi nhà mới sẽ như thế nào các bác nhé. Thế còn là bây giờ thì chắc là cháu Đức cũng xin được phải nói lời là hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Bạn này dè vẫy tay bao. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.